trường nào cũng có ban văn nghệ. Và chúng ta xem đáp án này bao nhiêu người đồng tình. Bạn điểm. 22 người đồng tình với bạn. Câu thứ hai đó là theo bạn người ta thường làm gì vào tối thứ sáu? Bạn trả lời là nghỉ ngơi. Và điểm nào bao nhiêu? Không có ai trả lời giống như bạn cả. Câu thứ ba, khi đi đâu người ta thường trưng diện sang trọng thì bạn trả lời là hội nghị, đi hội nghị trưng diện sang trọng. Có đúng không bạn điểm? Bao nhiêu điểm nào? Không có ai trả lời giống như bạn cả. Câu thứ tư, người ta thường than phiền điều gì khi đi ăn ở ngoài? Bạn trả lời là dơ. Và mấy điểm nào? 31 điểm. Gỡ lại cho hai câu trên. Dù sao cũng còn đỡ phải không bạn? Câu thứ năm, kể tên một môn thể thao phải tốn nhiều chi phí để chơi. Bạn nói là aerobic. Tập aerobic, bạn nghĩ là tốn tiền lắm hả? Đi với câu lạc bộ mới tập được chứ anh. Đúng rồi, tốn tiền nhiều lắm phải không? Bạn có tập không? Dạ không. Thường thì muốn tập aerobic thì người ta phải tốn cái gì? Tiền quần áo. Tiền quần áo này. Tiền đóng học phí. Đóng học phí bao nhiêu một tháng? 500 ngàn. Rất là tốn kém. Và chúng ta xem khảo sát. Không có ai nghĩ như bạn cả. Bởi vì đây là một môn cũng tương đối bình dân, tương đối là thoải mái. Bởi vì có những cái câu lạc bộ tập aerobic rất là rẻ tiền và mọi người đều có thể tới tập được. Vậy cho nên là người ta không nghĩ là aerobic là môn thể thao tốn nhiều chi phí. Và bạn ghi được 53 điểm, còn lại nhường cho đồng đội mình 147 điểm. Bạn thật là hào phóng. Mời bạn trở về vị trí. Mời thành viên thứ hai. Chào Thị Linh. Dạ chào. Chúc mừng bạn. Chúc bạn may mắn. Và bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn. Sau đó tôi cho bạn biết vì sao mà tôi chúc bạn may mắn. Thời gian dành cho bạn để trả lời 5 câu hỏi này là 25 giây. Với một yêu cầu là bạn không được trả lời trùng ý hay trùng đáp án với đồng đội của bạn. Nếu bạn trả lời trùng ý hoặc trùng đáp án với đồng đội của bạn, bạn sẽ được nhắc nhở bằng tín hiệu chuông này. Tín hiệu này báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Bạn phải thay danh đáp án khác hoặc là bạn có quyền nói cho qua. Khi bạn nói cho qua, tôi tự động đọc lại sau khi tôi đọc xong 5 câu và thời gian vẫn còn cho phép. Bây giờ sẵn sàng. 25 giây chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc dứt câu thứ nhất. Và đây là câu thứ nhất. Hãy kể tên một loại hình câu lạc bộ trong trường trung học mà bạn biết. Câu lạc bộ thể dục thể thao. Theo bạn, người ta thường làm gì vào tối thứ sáu? Đi chơi. Khi đi đâu người ta thường trưng diện sang trọng? Đi ăn tiệc cưới. Người ta thường than phiền điều gì khi đi ăn ở ngoài? Dở. Kể tên một môn thể thao phải tốn nhiều chi phí để chơi. Tennis. Bạn trả lời rất là nhanh 5 câu hỏi của vòng đặc biệt. Và bây giờ chúng ta quay lại chúc bạn giành được giải thưởng về cho đội của mình. Mời bạn nhìn lên bảng điểm. Hồi nãy tôi chúc bạn may mắn là vì công việc của bạn khá là vất vả. Đồng đội của bạn ghi được 53 điểm, bạn phải thực hiện 147 điểm. Thiếu may mắn là khó, phải không bạn? Dạ. Câu thứ nhất, kể tên một loại hình câu lạc bộ trong trường trung học mà bạn biết. Bạn đã trả lời là câu lạc bộ thể dục thể thao. Bao nhiêu người đồng tình hả bạn điểm? 23, bạn có nhiều hơn đồng đội mình 1 điểm. Và đó cũng là số điểm cao nhất cho câu hỏi này. Câu thứ hai, theo bạn người ta thường làm gì vào tối thứ sáu? Bạn đã nói đi chơi. Và bảng điểm cho tôi biết bao nhiêu người trả lời như thế. 17 người trả lời giống như bạn. Và có 36 người trả lời là đi xem phim. Câu thứ ba, khi đi đâu người ta thường trưng diện sang trọng? Bạn nói là đi tiệc cưới. Rõ ràng. Vấn đề là có bao nhiêu người ủng hộ bạn? Bảng điểm cho tôi biết. 34. Rất là tuyệt vời. Đó là số điểm cao nhất dành cho câu hỏi này. Và câu thứ tư, người ta thường than phiền về điều gì khi ăn ở ngoài? Bạn trả lời là dở. Dơ và dở. Dơ 31 điểm. Dở bao nhiêu điểm? Bảng điểm. 18 điểm. Còn lại 55 điểm. Cảm giác của bạn lúc này như thế nào? Chắc không, hy vọng hy bao vọng. Nhiêu phần trăm? Hy vọng được 50%. 50% à, bạn còn lạc quan lắm đấy.
bạn lạc quan là tốt, lạc quan là tốt, biết đâu bạn có thể được 60 điểm. Nào bây giờ chúng ta xem câu thứ 5, kể tên một môn thể thao phải tốn nhiều chi phí để chơi. Bạn trả lời là tennis. Tennis tốn tiền hơn aerobic đúng không bạn? Dạ. Bao nhiêu điểm bạn điểm? 30 điểm. Đó là số điểm cao nhất rồi, không thể nào có 55 điểm như bạn mơ ước được. Và chúng ta còn 25 điểm nữa thì giải thưởng mới thuộc về các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình ngày hôm nay đã không thuộc về đội Mèo Ú. Và chương trình chung sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự góp sức của Maritime Bank trong tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại tối thứ ba tuần sau. Bạn luôn có GPS dẫn đường. Quay phải, quay phải. Cảm ơn. Chào. Không Wi-Fi. Chuyện nhỏ. Đúng vậy, với Wi-Fi hotspot tích hợp trên Android 2.2, bạn nối mạng mọi lúc. LG Optimus One, làm chủ công việc, tận hưởng cuộc sống. Mua gấu bông. Có gấu bông không bằng điểm. Em là mua áo ạ. Tuyết Vân trả lời là áo. Dầu gội đầu. 26 điểm thuộc về đội đậu. Cái loại đậu như đậu trắng. Đó là hoa. Đó là hoa. Chọn đó chính là phổi thai. Mua đường. Quét rác. Bánh sinh nhật. Cá lau nhà. Cái biếm. Cắt lúa. Giày. Theo em thì đó là váy. Rửa chén. Tóc giả. Tơ chụp. Bobo.